Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam Phan Trọng Nghĩa, sinh năm 1981, ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, vào trưa ngày 4 tháng 11 năm 2019, sau khi nhậu dưới ghe biển xong, Nghĩa cùng một người bạn rủ nhau đi lên Hòn Sơn, thuộc xã An Sơn để tham quan. Khi đến ấp Bãi Ngự, cả hai nghe tiếng chó sủa, nên Nghĩa lấy thanh sắt ven đường đuổi đánh, rồi kiếm chuyện la hét chửi bới người dân xung quanh. Chưa dừng lại, khi thấy chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Tuyền ngủ tại địa phương đang đậu bên đường, Nghĩa dùng tay xô ngã, chị Tuyền đến nhắc nhở thì Nghĩa dùng thanh sắt dọa đánh. Thấy Nghĩa có biểu hiện say xỉn và hung hăng đe dọa mình, nên chị Tuyền đã gọi điện báo công an xã An Sơn. Khi lực lượng công an có mặt khuyên Nghĩa bỏ hung khí và mời về cơ quan làm việc, không những không chấp hành mà y còn dùng tay đánh trúng vào mặt một công an viên gây thương tích. Sau đó, Nghĩa bị lực lượng chức năng bắt giữ và tạm giam cho đến nay.